nó luôn là DNS, ngoại trừ khi nó là BGP. Sự cố ngừng hoạt động kéo dài một ngày của Facebook cho đến nay là thời gian dài nhất và nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ PDT ở bờ Tây Hoa Kỳ, nơi người khổng lồ xã hội đặt trụ sở chính Facebook, WhatsApp, Instagram và Facebook Messenger dường như biến mất khỏi Internet. Tình trạng ngừng hoạt động tiếp tục diễn ra cho đến khi thị trường đóng cửa, với việc cổ phiếu của công ty giảm khoảng 5% dưới giá mở cửa vào thứ Hai. Đến giữa buổi chiều, các dịch vụ bắt đầu hoạt động trở lại sau khi Facebook được cho là đã cử một nhóm đến trung tâm dữ liệu Santa Clara của mình để thiết lập lại thủ công các máy chủ của công ty. Nhưng điều khiến sự cố ngừng hoạt động trở nên độc đáo chính là cách Facebook ngoại tuyến cực kỳ nguy hiểm. Vào buổi sáng, Facebook đã gửi một tweet ngắn gọn để xin lỗi rằng một số người đang gặp sự cố khi truy cập vào các ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Sau đó, các báo cáo xuất hiện rằng sự cố ngừng hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến người dùng mà còn ảnh hưởng đến chính công ty. Các nhân viên được cho là không thể vào tòa nhà văn phòng của họ và nhân viên gọi đó là ngày tuyết rơi. Họ không thể hoàn thành công việc vì sự cố mất điện cũng ảnh hưởng đến các ứng dụng cộng tác. Nội bộ, Facebook chưa đưa ra bình luận về nguyên nhân của sự cố ngừng hoạt động. Mặc dù các chuyên gia bảo mật cho biết bằng chứng đã chỉ ra vấn đề với mạng của công ty khiến Facebook bị cắt khỏi mạng Internet rộng lớn hơn và cả chính nó. Những dấu hiệu đầu tiên của sự cố là vào khoảng 8 giờ 50 sáng. PDT ở California, theo John Graham Cumming, CTO tại mạng khổng lồ Cloudflare. Người cho biết Facebook biến mất khỏi Internet trong một loạt các bản cập nhật BGP trong một cửa sổ 2 phút đề cập đến hệ thống BGP hoặc Border Gateway Protocol mà các mạng sử dụng để tìm ra cách nhanh nhất để gửi dữ liệu qua Internet đến một mạng khác. Các bản cập nhật cụ thể là rút tiền theo tuyến BGP. Về cơ bản, Facebook đã gửi một thông báo tới Internet rằng họ đã đóng cửa để kinh doanh, giống như đóng cửa cầu kéo của lâu đài. Không có bất kỳ tuyến đường nào vào mạng. Facebook về cơ bản bị cô lập với phần còn lại của Internet và do cách cấu trúc mạng của Facebook, việc rút tiền theo lộ trình cũng lấy đi WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger và mọi thứ bên trong bức tường kỹ thuật số của nó. Một vài phút sau khi các tuyến đường BGP bị thu hồi, người dùng bắt đầu nhận thấy các vấn đề. Rob Graham, người sáng lập Arata Security, cho biết lưu lượng truy cập Internet lẽ ra đã đến Facebook về cơ bản đã bị mất trên Internet và chẳng đi đến đâu cả. Rob Graham, người sáng lập Arata Security, cho biết trong một chủ đề tweet, người dùng bắt đầu nhận thấy rằng các ứng dụng Facebook của họ đã ngừng hoạt động và các trang web không tải và báo cáo gặp sự cố với DNS hoặc hệ thống tên miền. Đây là một phần quan trọng khác trong cách hoạt động của Internet. DNS chuyển đổi địa chỉ web có thể đọc được của con người thành địa chỉ IP có thể đọc được bằng máy để tìm vị trí của trang web trên Internet. Nếu không có đường vào máy chủ của Facebook, các ứng dụng và trình duyệt sẽ tiếp tục phát sinh lỗi DNS. Không biết chính xác lý do tại sao các tuyến đường BGP bị rút lại. BGP đã xuất hiện từ khi Internet ra đời. Có thể bị thao túng và khai thác ác ý theo những cách có thể dẫn đến sự cố ngừng hoạt động lớn. Có nhiều khả năng là bản cập nhật cấu hình Facebook đã bị lỗi nghiêm trọng và lỗi của nó được lan truyền khắp Internet. Một chủ đề Reddit hiện đã bị xóa từ một kỹ sư của Facebook đã mô tả một lỗi cấu hình BGP rất lâu trước khi nó được biết đến rộng rãi. Nhưng mặc dù cách khắc phục có thể đơn giản, quá trình khôi phục có thể kéo dài từ vài giờ tới những ngày tiếp theo do cách thức hoạt động của Internet. Các nhà cung cấp Internet thường cập nhật bản ghi DNS của họ vài giờ một lần. Nhưng chúng có thể mất vài ngày để phổ biến hoàn toàn. Gửi đến cộng đồng khổng lồ gồm những người và doanh nghiệp trên toàn thế giới phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc Facebook đã tweet vào khoảng 3 giờ 30 chiều giờ địa phương. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để khôi phục quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của mình và vui mừng thông báo rằng chúng sẽ trực tuyến trở lại ngay bây giờ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chia sẻ hữu ích nhé!